Ừ, các bạn mình quay trở lại với kênh YouTube Tuấn Audio Hải Dương, lại tiếp tục lên sóng cho anh em mẫu sản phẩm quản lý nguồn rất là chất lượng DBX FV1039, và hiện tại thì đang có mức giá khuyến mại tốt nhất cho anh em để các bạn em có thể sở hữu ngay một trong những mẫu quản lý nguồn chất lượng nhất bên em, đó là DBX FV1039 hai phiên bản mà anh em lựa chọn. Và giá thành hiện tại khuyến mại cho anh em đó là 1.200.000 đồng. Và biết là em Tùng đã bán DBX quản lý nguồn từ thời rất là lâu rồi, từ thời SV1033 hay là H750 thì anh em đã biết đấy, em Tùng đã bán dòng quản lý nguồn rồi. Và càng ngày thì DBX nó càng cải thiện hơn, nó sẽ nâng cấp lên về cái chất lượng sản phẩm của họ. Vậy nên là bên em hiện tại đã về được quản lý nguồn có lọc nguồn của SV của DBX rồi. Nếu như các bạn em đang tìm kiếm một con quản lý nguồn có bộ lọc nguồn phía trong và đảm bảo nhu cầu cho anh em sử dụng gia đình hay đi làm sự kiện chất lượng và yên tâm và đảm bảo an toàn nhất, thì anh em hãy sử dụng cho em DBX FV1039 hai phiên bản màu lựa chọn thoải mái các bác. Phiên bản đen mạnh mẽ, phiên bản màu trắng sang trọng với đầy đủ 8 cổng cắm ở mặt sau. Cắm 8 cổng cắm này thì các bác em có thể cắm được rất nhiều trang bị âm thanh và đồ điện dân dụng một cách dễ dàng nhất. Đây, 8 cổng cắm này các bác nhìn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có thêm một cái công tắc khác để anh em đi làm sự kiện này, khi chúng ta sử dụng để tủ đồ khóa vào thì anh em vẫn có một cái công tắc khác anh em bật dễ dàng các thiết bị các bạn anh em lên ạ. Với việc là lõi đồng 100% sẽ chống mo ve chập chờn rất tốt. Khi em sử dụng quản lý nguồn DBX SV1039 sẽ có hai tính năng bật tắt. Nếu như các bác em muốn bật tắt tự động thì các bác chỉ cần ấn vào cái nút start ở góc tay phải màn hình thôi. Các bác khi mà các bác ấn start ấy, nó sẽ tắt từ 8 xuống 1 hoặc là bật từ 1 lên 8 theo cái quy trình đúng nhất cho các bác, để chúng ta sử dụng những trang bị hay là đồ điện dân dụng nó rất là hiệu quả theo đúng quy trình. Còn nếu như các bác em muốn bật thì các bác lại ấn lại start một lần nữa. Nếu như anh em nào đang muốn sử dụng các cái tính năng như là bật tắt từng cổng một ấy, các bác muốn tắt cổng nào bật cổng nào ấy, thì các bác nhấn trực tiếp vào thân máy cho em nhé. Các cái nút này thì hoàn toàn có thể ấn bình thường và nó sẽ chuyển cái trạng thái màu khi các bác em sử dụng hoặc là không sử dụng nữa. Có duy nhất một cái cổng ở mặt trước đây. Đây là cái cổng mà dành riêng cho những em mà sử dụng đồ điện dân dụng thường xuyên sử dụng như là cục sạc điện thoại này, hay là quạt này, hay là TV, hay là những cái thiết bị nào đó anh em muốn sử dụng thường xuyên hoặc rút ra liên tục. Với mẫu sản phẩm ở DBX FV1039 thì đương nhiên vẫn sẽ sử dụng áp chống chập cháy C63 rồi. Đấy, trong quá trình mà sử dụng thiết bị âm thanh hay đồ điện ấy mà có hiện tượng cháy chập lổ, hiện tượng sét đánh, hiện tượng người đã thất thường này, hoặc là bị cháy một vài thiết bị gì đó thì nó sẽ tự ngắt ngay, nó phát hiện ra lỗi là tự ngắt ngay, nó sẽ đảm bảo an toàn cho anh em khi chúng ta sử dụng có thêm một con quản lý nguồn. Còn nếu như không có quản lý nguồn thì chắc chắn rồi, khi mà bị cháy một dàn một thiết bị âm thanh thôi nó cũng sẽ ảnh hưởng đến dàn âm thanh của các. Đặc biệt là nhiều anh em đã phải đi thay một bộ âm thanh gia đình rồi với giá thành rất đắt đỏ, và trong khi chúng ta nghĩ đến việc mua quản lý nguồn lúc đấy quá muộn rồi. Và ngay từ bây giờ, ngay từ thời điểm này, nếu như các anh em đang cần trang bị cho mình một không gian phòng hát gia đình chuyên nghiệp thì đừng bỏ qua DBX FV1039. Vừa có tác dụng là bảo vệ nguồn điện áp gia đình, vừa có tác dụng là bảo vệ trang thiết bị và những đồ điện dân dụng của anh em. Với mức giá chỉ có 1.200.000 đồng thôi, em khẳng định luôn đây là một mẫu quản lý nguồn vô cùng chất lượng và anh em lên cần có ngay cho không gian phòng hát gia đình. Liên hệ trực tiếp ngay theo số điện thoại bên em Tùng 0979629336 để đặt hàng ngay với bộ sản phẩm quản lý nguồn chất lượng DBX FV1039 bên em nhé. Xin chào.